Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Giang Sơn chuyên cung cấp dịch vụ vận tải, kho vận, cung ứng, đào tạo lao động tại nhà xưởng, công ty cần tuyển gấp các vị trí sau. 1. Phụ xe giao hàng Tết. Số lượng cần tuyển 50 người. Công việc bao gồm sắp xếp hàng Tết, bánh kẹo, đường sữa, cà phê, khối lượng 10 kg đến 20 kg tại kho và siêu thị. Công nhân làm có xe pallet hỗ trợ bằng chuyển vận tải. Phụ xe tải nhẹ 1,5 đến 2,5 giao hàng Tết cho các siêu thị và đại lý của công ty. Thời gian làm việc 8 tiếng một ngày, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Chủ nhật, lễ, Tết được nghỉ. Địa điểm làm việc: quận 2, 4, 7, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tại Bình Dương, khu công nghiệp Sóng Thần 1, V-Ship 1, Mỹ Phước, tại Đồng Nai, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Amata, tại Long An, Tân An, Bến Lức. Chỉ dành cho những ứng viên có nhu cầu làm việc tại các địa điểm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Yêu cầu: giới tính nam, trung thực, thật thà, tính tình vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc, luôn cố gắng làm tốt công việc. Tất cả công nhân cũ mới phải hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vui vẻ, hòa đồng. Trong giao tiếp, theo phương châm chung sức chung lòng của công ty, không phân biệt vùng miền, không phân biệt cũ mới, không lập bè phái, không ăn nhậu cờ bạc trong công ty. Có nhận sinh viên làm việc thời vụ và lâu dài. Quyền lợi: mức lương dây chuyền 1, hàng siêu thị, khối lượng từ 5 kg đến 17 kg, lương 500.000 đồng một ngày. Dây chuyền 2, hàng xuất nhập khẩu, khối lượng 25 kg, lương 600.000 đồng một ngày. Được hỗ trợ tải chuyền và xe nâng, hỗ trợ xuất và nhập hàng. Cấp phát lương theo ngày, sau 5 giờ chiều cuối ngày hoặc thứ Bảy. 2. Vị trí: lơ xe giao hàng siêu thị 1,5 đến 2,5 tấn. Số lượng: 30 người. Lương: 10 đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Lương lãnh theo tuần, làm tốt tháng thứ 2 tiếp tục được tăng lương theo năng lực. Làm lâu dài, công ty sẽ đào tạo bổ túc tay lái cho lơ xe và tài trợ thi bằng dấu B2 miễn phí. Công ty có nhiều chính sách đãi ngộ với nhân viên nếu ký hợp đồng dài hạn. Được hưởng đầy đủ lương thưởng Tết 5 triệu, tiền xe và quà Tết, bảo hiểm, bảo hộ lao động theo đúng quy định của nhà nước và lương thưởng tháng 13 theo chế độ của công ty. Cấp nhà ở cho công nhân làm việc xa nhà. Với công nhân không ở tại công ty, hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, chi phí xăng xe, nhà trọ. Môi trường làm việc rộng rãi, chuyên nghiệp, kho xưởng cao giáo, sạch sẽ, thoáng mát và công việc dễ hòa nhập. Hồ sơ: công nhân trước khi đi chuẩn bị chứng minh nhân dân, photo làm 2 bản, 4 hình 3x4, có chứng minh bản gốc nhận việc ngay. Thông tin liên hệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Giang Sơn. Địa chỉ: 1472/28/8 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Điện thoại: 0981 414 506. Hạn nộp hồ sơ cho đến khi đủ số lượng.